Bánh bì kẹp phô mai và cà rốt ạ. Có thể cho bé cầm ăn ạ. Thành là bé sẽ ăn, dặn bé tự chỉ huy. Nào, ngon không? Thank you.
là món bánh mì kẹp phô mai và cà rốt mình vừa làm xong, và đây là món salad cà chua, chua cả dưa chuột ạ. Đây là món lạc lè trộn thịt ạ, và nước là nước luộc cá rốt và đậu lạc lè ạ. Lambo ơi, Lambo mời mọi người ăn ạ, Lambo ạ. Lambo chúc mọi người ăn ngon miệng ạ. Nào, ăn nha. Mẹ đổi sang món bánh mì kẹp cho bạn đấy ạ. Cùng theo dõi bạn Lambo mâm nhá. Nào, chúng ta đến với món gì nhỏ nhỉ? Đậu, lạc lè, trộn với cả thịt ạ. Ngon không? Ăn như người lớn nhá. Bánh mì kẹp phô mai và cà rốt ạ. Có thể cho bé cầm ăn ạ. Nên thành là bé sẽ ăn dạng bé tự chỉ huy. Còn các mẹ sẽ cắt ra cho bé ăn. Nên mình sẽ cắt ra cho bé ăn như này nhá. Cầm cho bé cầm ăn đó. Nào, ngon không? Lambo mời mọi người chưa nhỏ? Ôm mày ăn quen mời mọi người à? Lambo chúc mọi người ăn ngon miệng ạ. À. Ngon thế nhỉ? Bạn ấy nhai đấy ạ. À. Ngon không? Mama, bánh mì kẹp phô mai cà rốt ngon quá. À ngon à? Mâm. Ngon không? Ở đấy, bạn thích ăn nghe hơn là thích ăn cháo. Là chúng ta đến với món salad trộn cà rốt ạ. Món salad cà chua, salad cà chua trộn với cả dưa leo ạ. Cho bạn đỡ ngán, ăn bánh mì kẹp phô mai đỡ ngán ạ. Ngon không? Lắm món đấy nhỏ hôm nay ạ. Ô. Rồi, mọi người ơi, đừng quên ủng hộ mẹ con bằng cách ấn like và đăng ký kênh của mẹ con để mẹ con có động lực làm nhiều món ngon hơn nữa, giống nhiều video, làm nhiều video hơn nữa nhé. Bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau với các món ăn khác của mẹ Lambo ạ. Bye bye.